trình được bảo trợ bởi Thời tiết oi ả đã có Pure Air Pure Air hòa nhịp với cuộc sống 7145379751. Thẩm mỹ Hoài Anh Chuyên phun theo phun xăm thẩm mỹ 7142482725. bác sĩ Nguyễn Nghị Luận 714 được tài trợ bởi công ty Lan K International các sản phẩm organic đến từ Nhật Bản nhân quả tử vi định mệnh giáo sư trí đức 714 510 một xin kính chào quý vị. Đài Lý Tô Sài Gòn TV chúng tôi xin đăng hành trở lại chương trình Tử Vi và Số Mệnh hàng tuần ngày thứ sáu từ 2h30 đến 3 giờ 30 Kính thưa quý vị, như chúng ta đã à, sắp xếp thì tuần này chúng ta sẽ nói về đề tài âm trạch tức là à, phần mà cho người chết, cho con cháu được phát phúc. Kính thưa quý vị, đời sống của chúng ta à, ngoài cái việc kiến thức chúng ta học hỏi Chúng ta còn ảnh hưởng và cái sự kết quả xảy ra hàng ngày cuộc đời ta thăng tiến vinh trầm à, giàu có danh vọng vân vân là do bởi nhiều cái yếu tố lắm cái yếu tố lớn nhất đó là cái ngày tháng năm giờ sanh của chúng ta chúng ta có một cái âm dương ngũ hành chúng ta có luật phủ ngũ tạng đều tùy thuộc vào cái âm dương ngũ hành của chúng ta để tạo nên một lá số tử vi và trong lá số tử vi đó nó sẽ ứng với những âm dương ngũ hành ở trong trời đất thời tiết mùa màng theo tuần tự hay mà diễn tiến thế thì khi chúng ta à, lập gia đình người bạn chúng ta cũng có một âm dương hoành thì khi như vậy thì cái người bạn đời cũng chia sẻ với ta những cái âm dương hoành để cho cái cuộc đời và tử vi số mệnh của chúng ta nó cũng có cái phần giảm tăng thay đổi và chúng ta sống ở trong một trong căn nhà chúng ta sống trong một xã hội à, nó cũng có những yếu tố để chúng ta à, làm cho thay đổi cái sự à, tổng quát tức là à, tuổi thọ rồi đến cái sự giàu có vinh nhục vân vân và riêng về âm trạch tức là à, khi chúng ta ra đi rồi thì à, người xưa người ta dùng cái cái xác của người chết người ta mới à, tìm một cái đất kết và sau đó để cho à, con cháu được phát phúc kính thưa quý vị về mua âm trạch, đây là một lịch sử rất là dài. tôi xin tóm lược một vài điều rất đơn giản là à, khi cha mẹ ông bà tổ tiên mình chết, nếu con cháu tìm được một cái đất kết à, mà chôn vào đó rồi xem tuổi của người chết, tìm được cái long mạch, tìm được cái đất hợp hướng với uh, uh, cái người mạng chết và hợp hướng các của con cháu thì uh, cái đất của cái lông mạch đó nó sẽ À, hợp với cái cái à, hợp với cái, cái sát mạng đó để nó tạo thành một cái sự kết phát và những cái, à, cái kết phát đó nó giống như là một cái synchronize nó giống như là một cái à, có cái liên đới liên hệ à, ảnh hưởng tới con cháu và những người con cháu nào có cái tuổi cũng như là có cái cái màng mà nó gần với cái cái màng của người mất cái đất cái phát đó thì sẽ kết phát được à, người xưa à, chúng ta biết rằng là có cao biền à, là cái người một thái thú à, ở bên trung quốc đã qua đất nước chúng ta yểm rất là nhiều cái huyệt nhưng mà à, vì đó cũng thất bại bởi vì chúng ta có những thần linh rất là giỏi để mà à, phá những cái yểm cái, cái huyệt của ông ta chúng ta có cụ tạ ao à, rồi chúng ta có cụ hòa chính dưới thời của chú trịnh rồi gần đây chúng ta cũng nghe à, rất nhiều người nói về cụ dương thế bang à, của Việt Hải, cụ Hòa Văn Hưởng, à, và cụ Cao Trung, vân à, vân. thì à, đó là cái à, sơ lược về cái môn kết phát à, của môn âm trạch. chúng ta sẽ đi à, nói thêm về phần thứ hai à, trong phần à, nói về âm trạch. Tôi xin, tôi xin phép để chuyển vào phần giảng giải lá số tử vi. Alo, tôi nghe đây à, xin cho biết ngày tháng giờ năm sinh ạ. À. Chị nói to lên ạ. À. À, tôi biết là 6 giờ chiều rồi đó, nhưng mà ngày mấy tháng mấy năm mấy xin nó to lên ạ. À. Dạ, ngày 8 tây tháng Giêng năm 1985. Ngày 8 tây tháng Giêng năm 1985. Dạ. Lúc 6 giờ chiều. Kính thưa quý vị, à, đây là người nữ. Thường thường theo một lá số tử vi để coi cho chuẩn xác chúng ta cần gặp cái người đó trước mặt à, người thầy sẽ à, xem tướng của người đó cũng như xem hai đôi bàn tay à, rồi quản chiếu với cái bộ sau ở trong lá số tử vi để người ta có sự chuẩn xác và chính xác hơn khi chọn ngày tháng giờ nhưng à, trong phương tiện mà xa xôi như thế này à, chúng à, chúng tôi không thể nào gặp được à, mọi người ở khắp nơi trên thế giới được cho nên là cứ xem cho giờ nào giải thích. Theo giờ đó tôi xin lặp lại, người nữ này sinh vào ngày 8 tháng Giêng năm 1985, nhưng uh, âm lịch là ngày 18 tháng 12 năm Giáp Tý, à, uh, sinh vào giờ Dậu. Người này, uh, người con gái này có mệnh uh, Thái Dương Ngộ Kỵ, có phục binh quan phù à, uh, nằm trong cái tâm hợp của Thái Tuế. Đây là người con gái mà uh, tâm tính uh, tâm tính sự suy nghĩ uh, cái tư tưởng thì uh, giống như là một người đàn ông tức là những gì mình tính toán, cái tính tình của mình à, rất khó chịu bởi vì có sao hóa kỳ, cư trong bệnh. Đây là cái người việc làm việc gì cũng rõ ràng hết, làm việc ý tưởng, tư tưởng, à, nhưng khi làm việc thì thân có cái, cái thế âm, tức là cái thân của mình khi mà làm việc thì làm việc êm đềm, nhẹ nhàng hơn. À, người này chỉ chú ý đến một điều duy nhất, đó là đến cái đại vận từ 42 tới 52 tuổi à, có không vô tính diều có địa kiếp chiếu địa không thiên hình bạch hổ à, ngồi triệt đây là cái đại vận báo trước là à, chỉ thành công ở cái cái tiền vận thôi nhưng sau hậu vận rất là nguy hiểm rất là rất là nguy hiểm à, người này thì à, người này ở trong cái ách cung có cái đào hoa người này có tai ương về à, tình yêu và tình dục à, cẩn trọng nhất là từ 42 tuổi tới năm 2 tuổi à, vì tới đó vận nó đi vào cái chỗ mà vô chính diều có địa kiếp thiên hình à, và triệt cần chú ý là như thế à, tôi xin phép chuyển qua người kế tiếp alo tôi nghe đây à. xin cho biết ngày tháng giờ năm sinh à. dạ sáu giờ sáng ngày 31 tháng 5 năm 6 giờ sáng ngày 31 tháng 5 dạ. 69. Tháng 5 năm 69 à, Nam hay nữ đây ạ? À? Dạ nữ ạ Năm 69 Rồi tôi sẽ xin phép trình bày lá số này như sau Người nữ sinh ngày 31 tháng 5 năm 1969 Nhằm ngày âm lịch là ngày 16 tháng 4 năm kỷ dậu 6 giờ sáng à, được xem như là giờ Tân Mão à, Người này thứ nhất Đây là người đàn bà có cái à, Ký sao vũ tướng cư mệnh khi mà có vũ tướng kim mệnh là một người có tài tinh là một người giỏi à, tuy nhiên à, gồm những cái trợ tinh để đáp thêm những tính chất của người ta người này có sao địa kiếp cư mệnh và thân có phát quân ngồi địa không đây là một đời một đời chuyên chuyên vất vả và đầy những khó khăn người này à, người này lúc nào cũng sống trên lửa à, không có được à, bình an bởi vì à, mệnh nó có vũ tướng ngồi địa kiếp à, mà thân thì có hóa quân phát quân ngồi địa không địa triệt cho nên người này duy nhất duy nhất à, <laughs> duy nhất là đạt được cái à, cái tiền vận tiền vận và trung vận được nhưng hậu vận thì sẽ không có đạt được như ý và có thể à, là sẽ mất ở trong cái giai đoạn à 65 cho tới 68 tuổi à, đó là sơ lược như thế người này giỏi giỏi làm được nhiều việc thành công ở trong cái tiền vận có bằng cấp à, giỏi thao lược và ở trung vận à, ở trung vận tử vi lộc tồn hóa lộc hóa quyền đào hoa giai giai đoạn giai đoạn thành công nhất của người này là từ 42 cho tới 52 tuổi đây năm nay năm ất mùi 2015 tuổi người này đang 47 tuổi là chúc mừng à, từ bắt đầu từ 3 năm qua đã đang à, trên đà phát triển nhớ cho tới 42 tuổi cho tới 52 tuổi là giai đoạn thành công và từ 52 tuổi cho đi sẽ bắt đầu sẽ có những sự trông gai và thất bại à, xin chúc à, qua được một khó khăn kính thưa quý vị đến đây chúng ta tạm ngưng trong giây lát chương trình chúng ta vào phần quảng cáo thương mại của đài xin hẹn gặp lại quý vị phần thứ hai